Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mai anh lấy một buổi mài xem ngay có dỗ dỗ bà đó, thì hôm qua anh mới đi uống rượu gì mà tổ chức thì năm nay bố anh đội bảo tổ chức ở nhà anh, tức là mài phải nấu cỗ mà mới mâm có mệt mỏi. Mưa gió này trời tạnh không sao, trời mưa này cỗ bản chán mà mẹ nè. Sau nhà mình cứ nhầy nhụa xôm mọi dòng mỡ kì mẹ bắt mẹ em mà cô cùng mình xả là một dân ăn dưới sân bóng này rồi đất nó ướt rồi mềm nhão thì nó cứ đi cứ bột ghê vãi lồn như là cháu lỏng mơ không biết làm nào được em thả chết nó như thế. Đi xem thầy là bảo nghe đẹp thì biết làm nào. Thiên thầy đi lại có mưa có nắng có chút bẩn đấy là nghề đẹp không. Nhà anh cứ ra sân kho cho nó lẹ, dọn nhà, dọn phòng dưới thôi, phòng khách thôi, phòng khách để mình đón nhà gái sang, nhà trai sang ư. Đấy thì dọn ở dưới thôi, trên không cần phải dọn, có động chạm gì ra trên đâu, lâu cứ ra sân kho đỡ bẩn nhà, dọn cũng nhanh, đồ ăn xong cũng nhanh. Ra sân kho nha, ví dụ ăn cỗ xong đúng không, xong mấy anh chị em trong nhà bác các kiểu các chị dâu ra dọn, cứ một người mỗi người một đường thẳng ở đây cứ quét đi nhanh đúng không, ví dụ ăn ở xóm ở tại nhà phải mất mấy nhà đúng không, mất mấy nhà ăn mấy nhà xong mỗi người sang một nhà quét mẹ lâu mà nó tốn diện tích. Bây giờ có thêm cái đường kia thì thích thì ăn ở đường, là cái đường thẳng đi lên đề đó một đoạn dài luôn 200-300 mét đó cũng được, nhưng mà cũng chưa biết mua thì ăn ở cái đoạn đó không thì lại ra sân kho à đỡ mệt mà đấy, mất tiền thuê mất 1,5 triệu đấy, tiền thuê sân cho các ông trưởng thôn ơ đấy, các ông đấy thì không sao cái tiền đấy đi vào đâu, đi vào túi thì cũng đéo biết, cho vào quỹ hay là quỹ của làng của thôn ấy thì cũng đéo biết, hay là vào túi mấy ông đấy thì cũng chịu, nhưng mà mỗi một đám là mất 1,5 triệu đấy, tiền điện tiền nước đấy, sân.
vậy là nếu vậy là đi tao cũng kết thúc luôn hết cả vậy là ra lại nhắn tết đi sẽ bắn hoa vậy là mình thấy tôi màu son các bạn ạ các bạn thấy tôi một điểm hay tôi xin được like đăng ký kênh cho tất cả các bạn rất nhiều đang sinh hồ như nào với nó à em yêu hay là vợ yêu hả đang sinh hồ là gì như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lần là đăng ký kênh cảm ơn các bạn rất là nhiều tạm biệt các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thành xong. À chết rồi. Đầu tiên mình sẽ đi chọn mỏ để tô cho tranh của mình các bạn ạ. Tại bạn cổng thì các bạn nghe thế. Ai xa. Đéo và đéo và đéo. Tù sắp lên mỏ còn là. Đi con mẹ dám không phải tết anh mua nghe cái đồng hồ 9 triệu đời đi mẹ đang sale vãi luôn. Tết chứ không đi con mẹ ông mẹ lấy luôn. Đây đang sale đời 9 triệu đời. Đợt 10, 12 triệu nó sale, nó đang sale rồi. Mẹ. Mua luôn. Chả mua luôn nhưng mà Tết rồi. Giờ tôi mất 9 triệu ra thì nhiệt đấy mình tiêu Tết mình còn dùng bao thứ mà. Chả thế đi xa. Mua để hết đi. Đợi ra đón nha, vừa này xui dạy ra đón chị xóa ơi. Chả ra đón nè. Chị em bà đi học. Lại ra đón ơi, bên đây chị. Ra đâu đón, ra đầu làng á. Dạ ơi, lên công ty lúc đó em. Công ty làm tận ở đâu? Bắc Ninh. Trên nào Bắc Ninh, Yên Phong hay là bên Đông Thọ? Yên Phong. Đúng, Đông Thọ. Đéo thì giảm đồ ăn nhé, giảm chín giảm đồ ăn nhé. Công ty đéo rồi mà giảm mới vẻ. Công ty ba lăng nhăng à. Tin giả giảm thì... À, không đoán thì thằng anh rẻ không đoán à. Ai biết bố gì. Thằng anh rẻ cũng đi làm à. Làm rồi, làm mọc ở cái nhà anh rồi. Không bảo đi đoán mình đang đi nẻ đéo rồi.
vợ vợ chồng chồng không đi đón, giết luôn. Chồng kiểu thế à? Mẹ. Vậy là mình đã đi tour mò xong các bạn, các bạn tính 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 tour mò xong bây giờ xin tiếp tục cái tôi nói nhé các bạn. Ờ thằng mẹ. Cái này trên 5 phút. Cái này. Cái vừa rồi trên 5 phút. 5 phút rồi. Của tao nó nhìn đồng hồ của tao, tao thì chạy mày mất có mấy giây thôi. Nào. Lồn nè. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.